chợ Tân Định được xây dựng vào năm 1926. Chợ Tân Định là chợ nhà giàu thời đó, bởi giá bán thường cao hơn các chợ khác. Hai bên có bãi xe hơi, phía sau là bến xe ngựa, đường mã lộ. Rau, thịt tươi ngon sản xuất phía gia đình đều trở về đây. Nhà thờ Tân Định, tên chính thức là Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tân Định, là một nhà thờ công giáo tại Sài Gòn, thuộc giáo xứ Tân Định. Nhà thờ Tân Định cùng với nhà thờ Đức Bà là hai nhà thờ được xây dựng từ rất sớm và có quy mô nhất tại thành phố này. Chợ Bà Chiểu được xây dựng từ năm 1942 bởi ông Trần Văn Chơi, biệt danh là ông Tư Chơi. Nhà ông Trần Văn Chơi hiện nay là ban quản lý chợ Bà Chiểu. Nhà ông Trần Văn Chơi giáp ranh với nhà ông đốc phủ sứ Trần Quang Nhã, tỉnh trưởng Gia Định, với tổng diện tích 8.465 m², mãi cho đến năm 1987 thì được nâng cấp sửa chữa.
Lăng Lê Văn Duyệt, có tên chữ là Thượng Công Miếu, tục gọi là Lăng Ông, là khu đền mộ của tả quân Lê Văn Duyệt, hiện tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, có cổng tây tại số 126 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh. Do vị trí Lăng Ông nằm ở khu vực Bà Chữ, nên người dân quen gọi Lăng Ông Bà Chữ, tức là Lăng Ông ở Bà Chữ, để chỉ khu vực này. Chúng ta đang đứng trên đường Duy Tân, nay là đường Phạm Ngọc Thạch. Nơi đây là nơi những cành mai khoe sắc, phố Ông Đồ tái hiện lại thuở xưa của Tết Việt Nam. Thank you.
Phở Hòa, một thương hiệu nổi tiếng ở Sài Gòn cho những người yêu thích món ăn đặc sản của Bắc Bộ. Quán nằm tại 260C Baxter, quận 3, Sài Gòn. Audio Jungle.